Review đàn organ giá chỉ có trên 5 triệu thôi. Xin giới thiệu với mọi người đàn Yamaha BRE373, giá chỉ có trên 5 triệu, cài được 10 style. Khi mua tại nhà cụ thì organ mọi người sẽ được tặng bao tặng chân, cài dữ liệu miễn phí, ship hàng tặng nhà và thanh toán tại nhà. Đây thì clip này thì sẽ review đó là phần thiết kế, phần âm thanh và một số tính năng trên cây đàn E373 để cùng chia sẻ với mọi người. Thì thứ nhất á, nếu những ai mới tập và đặc biệt là các bé thiếu nhi là mọi người muốn mua một món quà để tặng sinh nhật cho các bé thiếu nhi thì đây, mẫu hàng E373 thiết kế của Yamaha, bảo hành 1 năm. Thiết kế với 61 phím, có màn hình, âm thanh cũng rất là ok, phù hợp cho những ai mới tập. Đó, đàn E373 này cân nặng chỉ có 6kg thôi. Đàn được tích hợp 260 style và 622 tiếng. Đây là mặt trước của đàn E373, được thiết kế với màu đen, nhìn rất là đẹp và rất là duyên dáng nha mọi người, rất phù hợp cho các bé thiếu nhi hoặc là người lớn mới tập đàn. Dòng đàn này được tích hợp điệu tiếng sẵn có luôn, có đầy đủ những voi tiếng cơ bản, những điệu tiếng cơ bản 8 bit cho cha slow rock ballad disco đầy đủ luôn, rất phù hợp cho những ai mới học. Đây là phần bên trái đàn, thì trên này nó có thể hiện các phần song có sẵn trong đàn để chúng ta mở nghe nhạc và những lúc giải trí. Còn đây là phần style được tích hợp với 197 style và thêm 10 style chép từ bên ngoài vào nữa. Có tính năng là volume nè, có mở nhạc nè, rồi tạm dừng và đặc biệt có tính năng thu âm để chúng ta nghe lại bài nhạc chúng ta vừa đàn, và có nút demo là có nghĩa là nhạc nghe để giải trí. Rồi đây là có nút chỉnh tempo, nút hợp âm. Đó. Còn đây là phần màn hình của đàn E373. Đó, kế màn hình thì có phần style, phần song, phần voice, chọn điệu, chọn tiếng chỗ này. Đó, và trên này thì chúng ta có thể chọn tính năng là nút khi bấm vào nút này là chúng ta sẽ chọn tiếng piano. Đó, ngoài ra thì chúng ta có thể chỉnh hiệu ứng tiếng bằng nút DSP bên này. Còn đây là phần bên phải của loa đàn thì có thiết kế là để show ra những cái tiếng. Tiếng thì được đàn được tích hợp là 284 tiếng và có những bài nhạc để nghe sẵn. Và đây thì chúng ta có thể chọn điệu tiếng trực tiếp trên màn hình bằng con số chỗ này. Ví dụ như tiếng 114 thì chúng ta bấm vào voice và chọn 114. Đó, rất là hay. Bây giờ thì sẽ test thử phím cho mọi người nghe nha. Rồi bây giờ chúng ta thử nghe phần âm thanh nha. Nếu mọi người có nhu cầu tham khảo dòng đàn E373 giá chỉ có trên 5 triệu, mọi người inbox qua Zalo số điện thoại 0973675251 hoặc là 0392322086 để nhận được sự tư vấn bên nhà cụ thì học gan. Chúc mọi người sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Và Thiện cũng chia sẻ thêm là bên Thiện còn cung cấp đàn E373, F51 hay những dòng đàn Custman, nói chung đàn đã qua sử dụng hay đàn mới đều cung cấp hết, piano và học gan. Xin chào mọi người và chúc mọi người sức khỏe nha.